Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim London Thất Thủ. Lần này bọn khủng bố đã dụ hơn 40 nguyên thủ của các quốc gia tập trung lại một chỗ, sau đó liền úp sọt xử lý gọn gàng từng người một. Đầu tiên bọn chúng cho người trà trộn vào đội dò bom mìn, sau đó cài một quả bom vào xe của Thủ tướng Canada. Vụ nổ lớn làm cả quảng trường hỗn loạn. Tiếp theo cho sát thủ mặc áo vệ binh xả súng vào dân thường, khiến Thủ tướng Đức đứng gần đó cũng đắp chiếu tại chỗ. Bọn khủng bố lúc này mới bày bộ mặt thật của mình ra. Chúng cầm khẩu MP5 tập trung hỏa lực dồn vào Tổng thống Mỹ, muốn đưa ông ấy lên bàn thờ ăn gà luộc với chuối xanh. Đặc vụ Mai vội đưa Tổng thống Mỹ lên xe, nhưng lại bị súng phóng lựu ngăn lại. Một tên cảnh sát giả lấy lựu đạn nhiệt hạch phá hủy chiếc xe bọc thép. Hệ thống an ninh của cung điện Buckingham sụp đổ trong phút chốc. Phía Mai không còn phân biệt được đâu là địch đâu là ta. Hết cuộc tập kích này đến cuộc tập kích khác, khiến London bị thất thủ một cách nghiêm trọng. Vậy tại sao đám người này lại manh động như vậy? Đây chẳng khác nào là một kế hoạch ngu xuẩn nhất hay sao? Để biết nguyên nhân do đâu mà đám khủng bố này lại liều chết như vậy, mời các bạn cùng Sakura theo dõi review hôm nay nhé. Mọi chuyện phải kể đến tên trùm khủng bố 3KQ, kẻ chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo các nước láng giềng, rồi bán vũ khí cho họ bem nhau. Đúng là làm giàu không khó, khó là việc bạn có chịu làm hay không thôi. Nhưng việc này đã khiến khối đồng minh G8 không thể đứng nhìn. Rất nhanh cơ quan tình báo của họ đã tìm được vị trí hiện tại của hắn. Ở Pakistan, 3KQ đang vui vẻ tổ chức hôn lễ cho con gái mình, thì con trai đến báo tin đã bắt được nội gián là một đặc vụ người Đức, và hắn cũng lập tức xử tử anh ta. Nhưng còn ai thâm độc bằng 3KQ, hắn đã ra lệnh nên trừ khử cả gia đình của gián điệp kia, để một lần diệt cỏ tận gốc. Nhưng không hề hay biết rằng có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong tiệc cưới, đã gửi một tin nhắn định vị cho chính phủ Hoa Kỳ. Ngay sau khi người này rời đi, quân đội Nevada ngay lập tức khóa mục tiêu và thực hiện một cuộc ném bom bằng máy bay không người lái. Với sức tàn phá kinh khủng này, chắc hẳn đã giết chết tất cả, bao gồm 3KQ và gia đình ông ta. Tất cả mọi người đều nghĩ vậy. 2 năm sau đó, vào một buổi sáng, Tổng thống Benjamin đang chạy bộ cùng với mật vụ hàng đầu cũng là bạn thân nhất của ông, Mai Banning. Washington hiện vẫn đang trong quá trình phục hồi sau cuộc tấn công khủng bố trước đó. Trong khoảng thời gian này, Lia, vợ của Mai, sắp hạ sinh con gái của họ. Ngày hôm đó tại Nhà Trắng, Tổng thống nhận được cuộc gọi từ Anh, thông báo rằng Thủ tướng Wilson đột ngột qua đời tại nhà riêng. Sự kiện lớn này đã khiến lãnh đạo các nước trong khối G8 đều có mặt, chỉ trừ Tổng thống Nga không sắp xếp được công việc. Ngay đêm đó, Tổng thống Mỹ Benjamin cũng lên kế hoạch bay đến London. Mai sẽ lo vấn đề an ninh mặt đất. Nghe nói chuyến này hơi rối rắm à nhé, có tận 40 đội an ninh đến từ các quốc gia, đường đi rất chật, bọn họ sẽ chen chút lẫn nhau. Mai xin lỗi vợ vì sắp tới ngày sinh của vợ rồi, mà anh còn phải đi làm nhiệm vụ khó khăn này. Hôm sau, với sự hộ tống của Mai cùng giám đốc cơ quan mật vụ Jacob, khi họ hạ cánh xuống nước Anh, thì cuộc chơi lúc này mới bắt đầu mà thôi. Bên ngoài lẫn bên trong đám tang đều được bảo vệ rất chặt chẽ, đến một con ruồi cũng khó mà lọt vào. Các tay súng bắn tỉa được bố trí trên các tòa nhà gần đó. Bọn khủng bố mà xuất hiện là xác định đắp chiếu ngay tại chỗ. Nhưng đạo cao một thước thì ma cao một trượng. Ai mà ngờ bọn khủng bố cao tay đã cài sẵn người bên trong dàn bảo vệ luôn. Hắn giả vờ kiểm tra xe của Thủ tướng Canada, nhưng thật chất là để cài bom vào đó. Và thế là cuộc tấn công mở đầu bằng một quả bom. Canada lập tức có cố thủ tướng. Ngay sau đó một nhóm người xuất hiện, đều là bọn lính đánh thuê chuyên nghiệp, đóng giả thành cảnh sát và vệ binh hoàng gia. Chúng nhanh tay xả súng vào dân thường, khiến quảng trường phút chốc rơi vào hỗn loạn. Lúc này các nhà lãnh đạo khác vẫn đang trên đường đến đây, chưa biết tử thần đang đón chờ mình phía trước. Tại một cây cầu gần đó, khi dòng xe đang đổ bộ về nhà thờ Thánh Paul để dự đám tang, cây cầu đột ngột sập xuống, dây cáp cầu không chịu nổi sức nặng hàng trăm tấn bắt đầu bung chỉ, mặt cầu thì nứt toạc ra làm hai. Nói thì lâu nhưng mọi chuyện diễn ra chỉ trong cái chớp mắt mà thôi. Kéo theo chiếc xe của Thủ tướng Nhật Bản xuống gặp bà Thủy, mà trên đỉnh tu viện Westminster, Thủ tướng Ý cũng đang ăn sinh nhật của phu nhân mình, chợt thấy khói bốc lên gần đó. Chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, thì nhà thờ đột nhiên bùng nổ. Thế là cặp uyên ương hồ điệp này đi bán muối luôn. Một kẻ đánh bom liều chết khác thì đang chở tàu chứa đầy chất nổ tiếp cận du thuyền của Tổng thống Pháp. Ông ấy đang ngồi chiễm trệ lắc lư trên du thuyền, không biết rằng chuyến này đi xa thật rồi. Vụ nổ kinh hoàng làm ông ấy đoàn tụ với tổ tiên sớm hơn vài chục năm. Bên cạnh đó, chúng cũng tấn công các địa điểm nổi tiếng ở London, tháp đồng hồ Big Ben, cầu London Bắc qua sông Thames, và giết chết nhiều lãnh đạo quốc gia khác. Lúc này đội chống khủng bố London muốn khóc cả dòng sông. Bọn họ lúc này gấp lắm rồi, đờ mờ cái bọn khủng bố này, sớm không tấn công mà muộn cũng không tấn công, lại chọn đúng lúc này tấn công mới chịu. Mà kẻ cầm đầu bọn khủng bố không ai khác chính là Kamzan, con trai của 3KQ, hiện tại cũng chỉ còn mỗi Tổng thống Mỹ, đang bị chặn ngay trước cửa nhà thờ hỗn loạn không chịu nổi. Mai nhanh chóng kéo Benjamin muốn trốn vào trong nhà thờ,
nhưng chả hiểu gia chủ nghĩ thế nào mà lại đóng chặt cửa. Hết cách, anh chỉ có thể đưa tổng thống quay xe muốn rời khỏi đó. Nhưng đám lính đánh thuê dí theo sát đít không cho anh cơ hội thở gấp. Chúng thả một quả lựu ăn mòn đầu xe bọc thép. Giờ thì còn cái nịt mà đi luôn, mai phải chống trả kịch liệt với chúng. Đám này đã mạnh còn đông anh em, khiến nam chính bắn mỏi cả tay vẫn không xong. Một tên chọc thâm độc còn bắn lật một chiếc xe cạnh đó, khiến nó đè lên chiếc xế xịn của tổng thống. Mà no xe đã hư mà còn gặp cảnh này, thế là vỡ kế hoạch lái xe bỏ trốn luôn. Đường cùng Mai lập tức gọi về cho đội hỗ trợ phản ứng nhanh xin chi viện, sau đó tiếp tục lên một chiếc xe khác, đưa tổng thống và giám đốc cơ quan mật vụ chạy khỏi đó. Tuy nhiên còn khuya, đám khủng bố mới từ bỏ họ, chúng lập tức lái xe cảnh sát đuổi theo, liên tục bị xả súng trực diện, kính chắn đạn cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Mai chơi xấu ép cho chiếc xe cảnh sát lên bờ xuống ruộng, thành công cắt đuôi chúng, nhưng mấy chiếc xe máy lại khó chơi hơn nhiều. Mai mở cửa xe ra bắn cho bọn chúng sắp mặt lờ. Mai chơi kế phanh gấp làm tên phía sau đâm đầu vào đuôi xe, còn bắn người ta một phát headshot nữa mới chịu. Nhưng vừa chạy được một khúc thì bọn này nhắm thẳng vào tài xế mà tỉa. Tội nghiệp bác tài phải lãnh cơm họp chỉ mới vài phút đầu phim. Mai tranh thủ phóng lên trên cầm lái luôn, bị một chiếc xe quẹt làm cho quay 180 độ. Anh đành thể hiện trình lái lụa cho bọn chúng xem. Anh còn tặng thêm cho chú em xe máy một cánh cửa xe. Này thì hổ báo cáo chuồn này, bọn mô tô này vẫn còn cứng lắm. Bám theo muốn xin cho quốc của Tổng thống Mỹ, nhưng chưa xin được đã bị Mai ép cho dẹp lép như con tép. Đuổi một hồi làm như hết xăng nên bọn chúng đành lấy mắt ngó lơ. Hóa ra Mai đã đến nơi với 3 chiếc trực thăng. Đặc vụ đông như kiến mà xông vào thì có mà đắp chiếu. Tổng thống chạy xúc đáy quần lên một chiếc trong số đó. Truyền hình lên sóng thủ đô London thất thủ rồi mấy má. Mà tên thủ lĩnh 3KQ cũng bắt đầu lên kế hoạch B. Những tưởng đã rời khỏi được địa ngục trần gian này thì ngay lập tức, chiếc trực thăng an ninh bên cạnh đã lãnh một quả tên lửa hạ cánh tại chỗ. Hóa ra bọn này vừa ác vừa thông minh, hầu như đoán trước được mọi tình huống sẽ xảy ra, nên đã cài sẵn người đứng trên khắp các mái nhà, chơi trò bắn chim bằng tên lửa phòng không Stinger. Có cần phải chơi lớn dữ vậy không anh trai? Hai chiếc còn lại lập tức tháo chạy trong làn mưa đạn của chúng. Một lần nữa bọn chúng lại phóng tên lửa phòng không về phía hai chiếc trực thăng. Viên phi công phản công bằng pháo sau đuôi trực thăng, mặc dù ném thiết bị gây nhiễu khắp cả bầu trời, nhưng cũng chỉ cầm cự được một lúc. Dưới tình thế cấp bách, một chiếc Mazin 2 đã hy sinh thân mình để cứu chiếc Mazin mà tổng thống đang ngồi. Dù vậy, cuối cùng họ vẫn không thoát khỏi tay bọn chúng. Một quả tên lửa phòng không đã bay thẳng vào chiếc trực thăng này. Chiếc trực thăng trúng đạn chao đảo trên không. Mai giựt phao để đảm bảo cả đám không tan xương nát thịt. Thế rồi chiếc trực thăng rơi ẩm xuống mặt đất. Qua màn hình, phó tổng thống và các quan chức như đứng tim. Rơi từ trên cao xuống kiểu này thì đắp chiếu là cái chắc. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Benjamin và Mai đã thoát nạn. Tuy nhiên Jacobs không may bị thương nặng và qua đời ngay tại chỗ. Hai người Mai và tổng thống chỉ có thể nhanh chóng chạy khỏi đó, bởi rất nhanh một nhóm đi xe máy đã tìm tới truy đuổi họ. Trên đường đi, Mai cố gắng liên lạc với Trung Moon, thông báo rằng anh ấy và Benjamin vẫn còn sống sót. Một bên khác, nhóm hacker may mắn sống sót sau vụ nổ đang tấn công vào hệ thống điện của London. Lập tức cả London rơi vào tình trạng mất điện. Ngay sau đó anh ta còn cho nổ tung cột tín hiệu chỉ bằng một chạm vào điện thoại. Mà bên này, sau đó cả hai đi bộ qua một đường hầm tàu điện ngầm bỏ trống. Mai nhanh chóng hạ gục một viên cảnh sát để lấy súng. Tổng thống nghĩ anh giết người vô tội. Chúa ơi, tôi chưa từng thấy ai chết ngạt bao giờ. Mai kiểu tại tôi không có dao thôi. Anh đã chứng minh đó chính là lính đánh thuê. Hắn ta còn nhiều đạn hơn cả quân đội tinh nhuệ. Làm gì có đặc vụ nào xài AK-47 kia chứ. Thậm chí lựu đạn nào cũng có mới đau. Anh dặn tổng thống rằng, từ giờ ai mặc đồ cảnh sát đều là bọn khốn nạn. Hai người buộc phải xuống tàu điện ngầm hiện đang bị mất điện để ẩn náu. Tại đây cả hai phải nâng cao cảnh giác từng giây. Anh ném ra một quả lựu đạn khói và giải quyết những kẻ khủng bố đang truy bắt họ. Này nhé, bố mày nhịn chúng mày lâu lắm rồi đấy nhé. Lúc này ông trùm hỏi thăm thằng đệ tình hình bên dưới. Mai còn trực tiếp lấy bộ đàm của hắn liên lạc với cam gian. Hiện tại thằng đệ mày không được khỏe lắm, chỉ hơi tơi bởi hoa lá một tí thôi. Trùm khủng bố yêu cầu Mai nhanh chóng giao ra tổng thống, nếu không để chúng bắt được sẽ truyền hình trực tiếp cho cả thế giới cùng xem tổng thống Mỹ chết như thế nào. Nhưng Mai trả lời bằng cách đâm cho tên đàn em của hắn một nhát để cam gian nghe thấy những tiếng hét đau đớn của thuộc hạ. Ông trùm lúc này cay dái lắm rồi, mà cả hai lại chạy qua đường hầm. Benjamin ra lệnh cho Mai hãy giết mình nếu cần thiết, ông không thể chết trong tay bọn khủng bố được. Mai chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Ngay lúc này tại Washington, 3KQ không chết vào 2 năm trước còn gọi cho Trung Moon và các nhân viên tại Nhà Trắng để đe dọa, nói rằng sẽ dùng mạng của bọn họ để huyết tế cho đứa con gái mà hắn yêu thương nhất. Mà cái chết của Thủ tướng Anh không hề đơn giản, mà là bị giết hại có chủ đích bởi một chất độc được tìm thấy trong cơ thể của Wilson, mà xác bác sĩ cũng đã bị phi tang. Cho nên tất cả những chuyện này, mục đích chỉ để tập hợp tất cả các nhà lãnh đạo đến một chỗ để dễ làm gọi. Cả thành phố London lúc này đều bị phong tỏa, mọi người đều nơm nớp lo sợ ở yên trong nhà. Bên này Mai và Tổng thống đã đi đến được nhà an toàn, gặp đặc vụ Jax của Cục Tình báo Mật MI6. Cô ấy cũng vừa nhận được lời nhắn từ Phó Tổng thống Mỹ,
về sự trả thù của Ba Ca Quy. Đồng thời Chung Moon cũng đã nhận được tin nhắn của Mai, rõ ràng là hai người họ đang ăn nhờ ở đậu tại MI6 và đang bí mật gửi một đội Delta Fox đến đó đưa hai người về. Lúc này thông qua camera an ninh trên màn hình máy tính, họ nhìn thấy một nhóm người được điều động đến đây hỗ trợ. Tuy nhiên bằng trực giác nhạy bén của mình, Mai đã nghi ngờ, bọn này chẳng giống đội hình giải cứu gì cả. Đã vậy những người này không đổ mồ hôi dù đang mặc quân trang nặng hơn 18 cân. Lúc này họ biết rằng những kẻ khủng bố đã nghe lén được thông tin liên lạc và đến để bắt Tổng thống. Điều này cho thấy trong nội bộ của họ đã có gián điệp phe khủng bố. Không còn cách nào khác, cả ba liền chuẩn bị vũ khí để chiến đấu. Mai bảo Jax hãy trốn trong phòng, vì mục đích chúng tới đây không phải để bắt cô, đồng thời để Tổng thống nấp vào một chỗ và giao vũ khí để ông ấy có thể tự vệ. Mai kiểu một mình tao chấp hết, lao ra ngoài tả sông hữu đột, bắn cho đám khủng bố này thành con nhím. Chỉ với chiếc dao găm đã liên tiếp hạ gục mười mấy hai ba thằng. Trong lúc Mai đang xin nhẹ tí máu của một tên khác thì bị một thằng cầm súng phát hiện. Bên cạnh anh đột ngột phát ra tiếng súng, hóa ra là Tổng thống đã đến hỗ trợ anh. Cả hai nhanh chóng chạy xuống Gaza lái một chiếc xe bỏ trốn, mà đám khủng bố khác cũng đang cố gắng phục kích hai người trên đường đi. Mai biết có nguy hiểm nhưng cũng không thể dừng lại, chỉ có thể hết ga hết số lạng lách tránh mưa đạn. Nhưng bọn này cũng không phải dạng ăn chay gì cả, tưởng chừng đã trốn thoát thành công, chỉ có nhiêu đó mà mày đặt làm khủng bố nữa sao, có mà bố mày bỏ túi hết á. Cả hai cười lớn thì đột nhiên một chiếc xe tải đã đâm sầm vào họ, khiến chiếc ô tô bị lật nhào. Một nhóm khủng bố nhanh chóng xuất hiện kéo Tổng thống ra khỏi xe rồi đánh bài chuồn. Dù Mai đã cố gắng ngăn cản nhưng bắn kiểu này chả khác gì mũi đốt cột điện, nhưng vẫn không kịp cứu Benjamin. Anh cay cú giết chết một tên trong nhóm khủng bố. Sau đó anh gặp được lực lượng đặc nhiệm kết hợp giữa Delta và SAS. Bọn họ cũng nghi ngờ có gián điệp trong chính phủ Anh. Nữ đặc vụ đã hack ngược lại bọn khủng bố để giành lại quyền truy cập CCTV. Nhưng nội gián là ai họ vẫn còn chưa biết, mà Tổng thống Mỹ lúc này đã được chuyển đến một nơi bí mật. Cam gian đang sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị hành quyết ông trước mặt mọi người. Hắn liên tục vuốt mặt Benjamin để đỡ tức cái lồng ngực. Bên này, nhân viên của Chung Moon nhanh chóng tìm ra vị trí sao huyệt của Cam gian và thông báo cho Mai, bọn họ định đưa cả quân đội đến bao vây. Mai hỏi bộ mấy người không có não hả, đưa đến ăn dỗ Tổng thống hay sao mà đông thế, lấy cho tôi cái cân để tôi vào cân hết từng thằng cho nè. Anh và đội Delta cũng đang trên đường đến cứu Tổng thống, bọn khủng bố đúng là không phải dạng vừa. Khi đám Mai bước lên liền được bọn chúng bón hành nhiệt tình. Mưa đạn kiểu này ai mà chịu nổi đây. May là Mike là người có kinh nghiệm giả dơ, nên đi xuyên qua nơi này như trốn không người. Cũng có thể là do anh hack map cũng không chừng. Mai chơi dơ cho mắt cầu giao điện, làm bọn khủng bố đang chơi vui thì mất hứng ngang. Một mình anh leo cửa sổ vào trong như đúng rồi, mấy chú né ra để anh thể hiện. Trước mặt anh có hàng chục thằng, trời tối đen. Mai đeo kính nhìn đêm vào, sau đó cài một quả bom vào hệ thống khí gas của tòa nhà, sau đó nhẹ nhàng tiễn từng em về đoàn tụ với tổ tiên. Đám khủng bố lúc này gấp lắm rồi, liền lấy máy phát điện ra chạy đỡ. Mai đang đi nữa chừng thì bỗng nhiên có điện. Thôi toang kiểu này là ăn lồng thật rồi. Không sao, anh lập tức tháo kính ra tận dụng lợi thế ra đòn dứt khoát. Xém chút nữa thì xuân này con không về luôn rồi. Sau khi giải quyết xong đám nhãi nhép, anh chạy bộ đến một hành lang thì bị chặn lại. Nhưng bọn này cũng chỉ cản anh lại được vài phút mà thôi. Nếu bố đây không tuổi cao sức yếu thì mấy chú xác định lên bàn thờ từ lâu rồi nhé. Mai lại ném tiếp một quả khoai lang dừa khô mở đường. Sau đó ôm một tên nhảy xuống tầng dưới. Mà bên này đám khủng bố lắp camera và phát sóng khắp mọi khu vực công cộng để mọi người ở quảng trường có thể nhìn thấy Tổng thống Mỹ livestream. Cam gian ra lệnh cho Benjamin nói lời chăn chối cuối cùng. Việc này khiến cho người dân khắp nơi vô cùng phẫn nộ. Hắn không ngừng đựng vào má của ông. Bọn chúng không hay bên ngoài Mai đã xông vào và nhanh chóng hạ gục đám thuộc hạ của hắn. Lúc này màn livestream kia đã gây chấn động bộ quốc phòng cùng người dân trên toàn thế giới. Ngay khi Cam gian dùng dựa chuẩn bị xin cái đầu Benjamin, cảnh này khiến các quan chức không dám nhìn vào màn hình nữa. Ngay khi tên khủng bố chuẩn bị hành quyết, từ đâu Mai xuất hiện như một vị thần, kịp thời xông vào bắn đám canh gác và lao đến thẳng tay đánh tay đôi với hắn. Cam gian dĩ nhiên không phải đối thủ của đặc vụ số 1 Hoa Kỳ, bị anh bón hành ngập mồm, lớn rồi mà còn chơi dao nguy hiểm như vậy, mẹ biết được mẹ buồn đó. Tuy nhiên anh không vội cứu Tổng thống mà còn muốn tâm sự mỏng với hắn. Nhờ sự hỗ trợ cuối cùng của thuộc hạ mình trước lúc chết, tên Cam gian đã thành công trốn thoát. Mai ngay lập tức hộ tống Benjamin tháo vòng vây ra ngoài, nhưng bọn chúng quá đông còn chia nhau chặn khắp các lối đi, hai người chỉ có thể vừa chạy vừa bắn. Tổng thống lúc này cũng cầm khẩu MP5 lên chiến đấu. Ai bảo làm tổng thống là sướng lắm. Riêng Sakura thấy ông này chạy muốn xúc đáy quần kia kìa, nhưng rất nhanh thôi họ sẽ hết đạn và nộp mạng cho chúng. Không còn cách nào khác, Mai đã gọi cho trưởng nhóm Delta, yêu cầu họ cho nổ tòa nhà bằng quả bom anh đã cài khi nãy. Khi tòa nhà đang dần bị thiêu rụi, Mai vội vàng chộp lấy tổng thống nhảy xuống đường thang máy đang sửa. Ngọn lửa nhanh nướng trụi Cam gian cùng đồng bọn, cả tòa nhà nổ tung chẳng còn cái mịt. Ngay sau đó đội Delta đến đây và nhanh chóng tìm ra Mai và Tổng thống vẫn còn sống rất dai trong thang máy, vội thông báo cho nhân viên ở Nhà Trắng.
Sakura chả hiểu sao rơi từ trên cao cộng với tòa nhà đang bốc cháy như vậy mà vẫn sống nhăn răng không một chút thương tích. Đúng là đạo diễn có hơi khoa trương quá đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cũng không tiếc những tràn vỗ tay cho Đặc vụ Mai. Chính phủ Anh bắt đầu khôi phục hệ thống an ninh của London, đồng thời Jax cũng tìm ra tên gián điệp. Hắn không ai khác chính là đồng nghiệp mà cô tin cậy. Chỉ vì 20 triệu đô mà hắn sẵn sàng bán mạng cho bọn khủng bố. Thấy tên này không có chút hối cải, nên cô đành phải bắn chết hắn mà thôi. Trong khi đó, ở Yemen nơi Bakaqui đang ẩn nấp, ông ta nhận được cuộc điện thoại từ Chung Moon đề nghị hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ có một món quà bất ngờ muốn cho Bakaqui xem. Ông Chùm cũng hiểu tới đây là đời mình tàn thật rồi. Ngay sau đó máy bay ném bom vào xào huyệt của hắn. Lần này tên Chùm khủng bố cũng đã chịu chết thật sự. 2 tuần sau, Mai và Lia chào đón đứa con đầu lòng của họ. Khi Mai đang định viết một lá đơn xin từ chức, thì anh thấy Chung Moon phát biểu trên truyền hình rằng nước Mỹ sẽ trường tồn mãi mãi. Mai bị thuyết phục bởi điều này và quyết định hủy lá đơn. Bộ phim đến đây là hết rồi. Đúng là ác giả ác báo mà. Ông bà bảo phi thương bất phú quả thật không sai tí nào. Nhưng đừng có buôn bán vũ khí là được rồi. Làm cái nghề gì cũng được mà. Sao lại phải bán vũ khí cho bọn khủng bố làm chi không biết. Để rồi được chính phủ Mỹ chăm sóc tận răng, dành cho mấy quả bom chúc mừng ngày cưới. Bởi vậy ở đời là phải nhìn rộng ra, có kiếm tiền cũng phải tìm cái nghề cho chính đáng một tí. Chứ hại người như vậy cũng có ngày hại mình mà thôi. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.